cả những nguyên thủ, từ tổng bí thư cho tới chủ tịch nước hay bất kỳ thủ tướng, cho tới những em học sinh mới vào nhập học, đều phải thể hiện tính chất nghiêm trang và trân trọng, chứ không thể nào mà đem ra để mà đùa cợt như vậy được. Không những là trong nước, mà bất kể những đất nước nào muốn làm ăn, muốn mở cửa, muốn giao lưu với đất nước Việt Nam, đều phải tôn trọng ba điều đó. Một là quốc kỳ của đất nước Việt Nam, hai là quốc huy của đất nước Việt Nam, ba là quốc ca của đất nước Việt Nam. Dù bạn là ai, dù bạn là ở đất nước nào, nếu bạn tới đất nước tôi hay bạn muốn làm ăn tại đất nước tôi, hay đất nước tôi có đi ra bất kỳ năm châu thứ bốn và đi chăng nữa, thì quốc kỳ của chúng tôi vẫn là màu đỏ sao vàng. Quốc ca của chúng tôi là một bản hùng ca thiêng liêng, không thể nào mà xúc phạm được, không thể đem ra đùa cợt được. Anh chị thấy có bao giờ có một nguyên thủ quốc gia nào mà dám bất kính, không tôn trọng khi tiếng nhạc của quốc ca cất lên không anh chị? Chưa. Bất kỳ một nguyên thủ nào của đất nước, một vị cán bộ nào của đất nước, khi bài hát quốc ca cất lên đều phải đứng với tư thế nghiêm trang, trịnh trọng, chuẩn mực, không xây qua xắt lại, không nói chuyện. Anh chị có thấy điều đó không ạ? Vậy mà hai con người này với chức danh là hoa hậu và nghệ sĩ ưu tú đã đem cái bài hát quốc ca ra để chới lời, để chế lời, đùa cợt vì mục đích cá nhân của mình, đùa giỡn trên không gian mạng. Vậy thì thế hệ trẻ, nếu thông tin này, cái sự việc này được lưu truyền và chia sẻ cho thế hệ trẻ, thì đó có phải là tác hại hay không? Nếu một bài quát hát quốc ca mà